Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo: người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc. Thực hiện lời dạy của Bác, 96 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, để hoàn thành sứ mệnh của một chiến sĩ cách mạng trên mặt trận thông tin truyền thông, đòi hỏi mỗi nhà báo thường xuyên phải nâng cao nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Mắt sáng, lòng trong, bút sắc là tên cuốn sách về nghề báo của nhà báo Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Trợ lý Tổng bí thư, Tổng biên tập Báo Nhân dân. Sách do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành năm 2007, sách dày 752 trang, khổ 24cm. Theo quan điểm của nhà báo Hữu Thọ, mắt sáng, lòng trong, bút sắc là ba yêu cầu cơ bản nhất của người cầm bút. Muốn có được điều đó, người làm báo phải luôn tự học, tự rèn luyện trong suốt cuộc đời tác nghiệp. Điều quan trọng trong suốt cuộc đời làm báo của mỗi người là phải dồn tâm sức mà viết báo, làm báo. Viết chưa hay, chưa sắc thì phải cố gắng để viết cho hay, cho sắc. Trong các bài viết, qua sự kiểm nghiệm trong cuộc sống, có sự kiện đúng, song trong tất cả mọi trường hợp đều được viết từ lòng tin và sự trung thực. Chính vì vậy mà phải rèn nghề, rèn bút suốt đời, chẳng dám chủ quan. Để trở thành nhà báo, đương nhiên yêu cầu đầu tiên là phải mắt sáng. Vì chỉ có mắt sáng thì mới có thể nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất vấn đề, sự kiện mà mình định thể hiện. Trong điều kiện hiện nay, trước tác động đa chiều của đời sống xã hội và đòi hỏi từ thực tiễn, yêu cầu lòng trong, bút sắc là cấp thiết. Lòng trong là phẩm chất khởi điểm và là tiêu chuẩn hàng đầu để tạo nên nhân cách nhà báo cách mạng. Lòng trong giúp nhà báo sáng tạo báo chí đúng tôn chỉ, mục đích, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, chứ không tư lợi riêng. Lòng trong cũng là nền tảng để hội tụ lên bản lĩnh, ý chí vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ khi dấn thân vào môi trường làm báo vốn sôi động, phong phú và khắc nghiệt, nhất là trong điều kiện cơ chế thị trường. Nhắc nhở mỗi nhà báo phải luôn tự rèn luyện, tự soi lại chính mình, xác định những giới hạn về tiêu chí đạo đức để không ngừng tôi rèn bản thân. Bút sắc là năng lực sáng tạo tác phẩm báo chí. Bút có sắc thì tác phẩm báo chí mới hay, thu hút được sự quan tâm của nhân dân, thuyết phục được bạn đọc, góp sức xây đời. Muốn bút sắc, đương nhiên nhà báo phải có dũng khí đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân, của Đảng, nhà nước. Vấn đề là muốn cho bút sắc, ngòi bút không bị bẻ cong thì tất yếu nhà báo phải triệt để tôn trọng sự thật, thu thập tài liệu, điều tra, xử lý chính xác để có bài báo khách quan, trung thực, công tâm. Cuốn sách được chia thành 4 phần. Phần 1, công việc của người viết báo, tập hợp một số bài giảng cho sinh viên và một số bài trao đổi ý kiến với đồng nghiệp của nhà báo Hữu Thọ, được viết trong thời kỳ đầu đổi mới, từ năm 1980 đến năm 1988. Phần 2, nghĩ về nghề báo, tập hợp những bài nói, bài viết, bài giảng chuyên đề, bài trả lời phỏng vấn các báo của tác giả được trình bày tại các hội nghị, hội thảo và đăng tải trên báo tạp chí ở nước ta trong thời gian hơn 10 năm đổi mới đất nước, được viết trong các năm 1989 đến năm 2000. Phần 3, mắt sáng, lòng trong, bút sắc, tập hợp các bài nói, bài viết về báo chí từ năm 2001 đến năm 2006 trong thời gian tác giả làm trợ lý Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, phụ trách báo chí tuyên giáo. Phần 4, những ngày chưa xa, trích hồi ký về nghề báo, tập hợp những bài viết của tác giả từ những ngày mới vào nghề, thời kỳ làm báo ở tuyến lửa đến làm báo thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, sách còn phần phụ lục gồm những bài viết của bạn bè và đồng nghiệp về tác giả. Đọc cuốn sách, bạn sẽ thấm được những suy nghĩ của ông về văn hóa báo chí, cụ thể là văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo. Ông cho rằng, cơ quan báo chí phải luôn giữ vững định hướng chính trị của tờ báo, đồng thời tôn trọng tự do tư tưởng, khuyến khích độc lập suy nghĩ của phóng viên. Tờ báo phải mở rộng cửa, không bao giờ có thái độ cửa quyền đối với bạn đọc và cộng tác viên. Đó là văn hóa. Còn văn hóa đối với người làm báo, trước hết là người có bản lĩnh, đạo đức, lương tâm, đồng thời phải rất quan tâm tới văn hóa ứng xử. Khiêm tốn, tự trọng, chân thành, tất cả vì công việc là thái độ đúng đắn nhất của một nhà báo có văn hóa. Trong một bài viết ở phần 2 của cuốn sách với tiêu đề "Trong nghề buôn đừng đi buôn chữ", nhà báo Hữu Thọ viết: ông cha ta thường nói, dao găm có lúc nghiền thương tích,
lời nói theo nhau hận suốt đời. Nói vậy để cân nhắc trước ngòi bút. Tôi nghĩ rằng việc khen hay chê một ai thì chúng ta cũng nên làm một cách hoán vị, đặt mình vào vị trí người đó. Ngòi bút sẽ đầm hơn. Khen thì hãy chân thành, không nịnh bợ, cũng không làm ra kiểu ban phát như người trên khen kẻ dưới. Chê ai thì cũng đừng dập vùi mà sát. Cái tâm, lòng chân thành, sự trung thực giúp cho nhà báo định hướng ngòi bút. Trong nghề buôn, đừng bao giờ đi buôn chữ. Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng nước ta. Đồng thời, cuốn sách cũng được coi là cẩm nang nghề nghiệp của các nhà báo, phóng viên, sinh viên báo chí của nước ta hiện nay. Những bài viết của nhà báo Hữu Thọ thực sự là bài học sâu sắc về lương tâm, đạo đức, trách nhiệm xã hội của những người đang làm báo và là hành trang cho những người sắp bước vào nghề báo. Mắt sáng, lòng trong, bút sắc cũng chính là tiêu chí để các nhà báo phấn đấu thực hiện. Đó cũng là lời khuyên dạy của thế hệ nhà báo lớp trước với các nhà báo trẻ hôm nay và mai sau. Cuốn sách Mắt sáng, lòng trong, bút sắc hiện có tại phòng đọc của Thư viện Quân đội số 83 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thư viện Quân đội xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.